lại nói khạc nhổ vào mặt lão để nó tự khô lấy tôi cũng chẳng nhọc sức họ cũng chẳng phiền não nếu có người nhổ nước bọt vào mặt tôi thì tôi cũng chẳng lấy tay chùi để nó khô tự nhiên như thế thì tôi cũng chẳng nhọc sức họ cũng chẳng có phiền não lại nói đó là ba la mật trâu báu ở trong rượu nếu làm được như thế nó gì đạo chẳng thành nhục ba la mật là bảo búi ở trong rượu nếu làm được những gì ngài nói lo gì đạo nghiệp chẳng thành tựu các vị ai tu được nhẫn nhục ba la mật thì người đó độ lượng rất lớn các bạn thấy đó tại sao bụng của bồ tát di lặc lớn như thế vì ngài nhẫn được việc thiên hạ chẳng nhẫn được khoan hồng đại lượng thì nhẫn thọ được tất cả mọi việc bụng của bồ tát di lặc dung nạp được tất cả chẳng giống như bụng của chúng ta chẳng dung nạp được chuyện nhỏ như hạt mè người ta nói một câu thì chịu không được hoặc thấy được cảnh giới gì đó thì dùng chẳng được. Người đó đối với tôi ra sao? Người đó đối với tôi như thế nào? Suốt ngày đến tối, chất chứa những việc đó đẩy dẫy trong bụng. Còn có một bài kệ khen ngợi Bồ Tát Di Lặc Mở miệng cười ít nói chuyện, bao lớn chẳng to bằng bụng. Trước mắt phước báo thường bay đến vì ngài vạn vật dung chứa được. Bồ Tát Di Lặc luôn luôn đều cười, rất ít nói chuyện. Ngài mang trên vai túi vải lớn, sau này gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng, chưa lớn bằng bụng của Ngài. Ngài luôn luôn có phước báo lớn, thường bay đến trước mặt Ngài. Vì sao Ngài có phước báo lớn như thế? Vì Ngài có công phủ nhẫn nhục, bất cứ việc gì, đều chẳng tranh luận với ai, nên Ngài chứng được vô tranh tàng muội, tất cả mọi sự đều bao dung ở trong bụng. Có câu đối điễn rằng, mở miệng thường cười, cười kẻ thiên hạ đáng cười, bụng lớn dung chứa trước việc thiên hạ khó nhẫn. Do đó có câu, tâm rộng thẻ mập, phàm là người lạc quan hầu như đều mập mạp. Bồ Tát Di Lạc đại biểu tượng trưng cho lạc thiên phái. Ngài là vị giáo chủ ở đời vị lai, từng lai sẽ đến nhân gian hoàng dương tránh pháp, bây giờ đang ở trên nội viện cung trời đâu xuất giảng kinh thuyết pháp. Thừa xưa tu hành nhẫn thành tịnh, Tuổi xưa khi Phật đã nhân địa thì tu hành pháp môn nhẫn nhục thanh tịnh. Tin hiểu chân thật chẳng phân biệt. Phật tin hiểu chân thật chẳng có phân biệt đối đãi với chúng sinh đều bình đẳng, xem tất cả chúng sinh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong tương lai, tất nhiên là cha mẹ trong quá khứ, thì không thể không hiếu thảo với cha mẹ, tất nhiên là chư Phật ở đời vị lai, thì không thể nào không cung kính chư Phật, cho nên phải tu hạnh ngồi nhẫn nhục, cho nên sắc tướng đều viên mãn, bởi nhân duyên đó cho nên khi Phật thành Phật, thân thể đặc biệt rất viên mãn, tướng mạo đặc biệt trang nghiêm, khắp phóng quảng minh chiếu mười phương, quảng minh nhẫn nhục của Phật chiếu sáng khắp mười phương, khiến cho tất cả chúng sinh tu nhẫn nhục sớm thành Phật Đạo. Thủa xưa siềng tù nhiều biển kiếp, chuyển được chướng nặng của chúng sinh, nên phần thần được khắp mười phương, đều hiện dưới bồ đề thụ vương. Bốn câu kệ này là nói về tinh tấn ba la mật tinh tấn có ba ý nghĩa: một bị giáp, hai nhiếp thiện, ba lợi lạc. Một bị giáp giống như quân nhân tác chiến thời xưa, đều mặc áo giáp phòng vệ vũ khí của kẻ địch. Bị giáp nói ở đây là áo giáp tinh tấn chỉ hướng về trước chứ không thối lùi. Cũng giống như tác chiến nhất định phải thắng lợi không thể bại được. Tin niệm thắng lợi ở đây dùng gì để chi trì? Tức là phát đại thệ nguyện, dùng đại thệ nguyện để chi trì giống như người xuất gia nhất định phải phát đại thể nguyện, chỉ có tiến về trước, không thể lùi về sau, không thể hàng ngày khởi vọng tưởng hoàn tục. bằng không thì chẳng có áo giáp tinh tấn. bất cứ gặp cảnh giới gì, không nên sinh tâm thối chuyển. phải vì Phật giáo nỗ lực, vì Phật giáo trí nguyện hy sinh. tóm lại tất cả đều vì Phật giáo. đây là áo giáp tinh tấn phát đại thể nguyện. hai nhiếp thiện Tức là dùng đủ thứ phát một phương tiện để hướng về đạo Bồ Đề phía trước. Chẳng những mình đi trên con đường đạo Bồ Đề, mà cũng dạy chúng sinh đi trên con đường đạo Bồ Đề. Mọi người cùng nhau tiến về trước, mọi người cùng nhau đến tu hành. Đây là nhiếp trí căn lành của chúng sinh, đều thành Phật đạo. Bà lợi lạc, tức là lợi ích khoái lạc tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được vô thượng, tránh đẳng, tránh giác thuở xưa sinh tu nhiều biển kiếp phật thuở xưa sinh tu hạnh môn tinh tấn càng ngày càng tinh tấn càng ngày càng dụng công trải qua nhiều biển kiếp mới tù thành công chứng được quả vị phật chuyển được chướng nặng của chúng sinh phật có thể chuyển nghiệp chướng sâu nặng chướng ngại đạo bồ đề của chúng sinh tức cũng là chuyển phiền não thành bồ đề chuyển sinh tử thành niết bàn nên phân thân được khắp mười phương cho nên phật phân thân đầy khắp mười phương pháp giới Đều hiện dưới Bồ Đề Thụ Vương, hết thảy phân thân hoàn toàn, hiện nơi đạo tràng Bồ Đề Thụ Vương. Phật tu lâu xa vô lượng kiếp, thiền định biển lớn khắp thanh tịnh, nên khiến người thấy tầm hoàn hỉ, phiền não trướng cấu đều trừ diệt. Bốn câu kệ này là nói về thiền định Ba La Mật. Hai chữ thiền định là danh từ trung ấn hợp lại. Thiền là tiếng Ấn Độ, đáng lẽ đọc là thiền na, dịch là tĩnh lự gừng mặt tư lự không phải vọng tưởng định là tiếng trung quốc nghĩa là định lực không lệch không tà là tránh không suy không nghĩ là định khi nào chẳng có vọng tưởng thì lúc đó chứng được cảnh giới khai ngộ thiền tông là phật giáo chân tránh của trung quốc vào thời đông tấn pháp sư đạo sinh để ra lý luận đốn ngộ trồng xuống hạt giống bồ đề đến đầy đường thời lục tổ huệ năng mới khai hoa kết trái đây có thể nói là cách mạng của phật giáo chẳng nặng về hình thức chuyên tu tâm từ đó về sau đập ra bốn tiêu chuẩn là một giáo ngoại biệt truyền truyền ngoài giáo lý hai bất lập văn tự chẳng cứ chữ nghĩa ba trực chỉ nhân tâm chỉ thẳng tâm người bốn kiến tánh thành phật thấy tánh thành phật thiền có nhiều thứ phần lớn chỉ nói về như lai thiền và tổ sư thiền như lai thiền là thiền nguyên thủy ở ấn độ tức cũng là thiền tiểu thừa ngồi thì chú ý điều tâm và điều hơi thở tay trần tư thế đều có quy định tổ sư thiền là trải qua sự cải cách của các vị tổ sư hình thức tự do hơn tức là tại núi rừng, động cốc đều là nơi tham thiền, không nhất định là tại thiền đường hoặc tịnh thất. Chỉ cần nhất tâm bất loạn, một bụi trần cũng không nhiễm thì sẽ khai ngộ, không chú trọng về nghi thức mà chuyên chú về tâm, cho nên vào thời đường võ tông phá hoại Phật Pháp. Thì các tông phái khác của Phật giáo đều ngã quật, chẳng chấn chỉnh được, chỉ có thể tông vẫn đứng vững, vì chẳng cần có hình thức chùa chiền cũng chẳng cần có hình thức kinh điển, cho nên chẳng ảnh hưởng thọ pháp nạn. Do đó, Phật Pháp ở Trung Quốc bảo tồn đến nay mà chẳng bị hủy diệt, có thể nói là tục Phật huệ mạng, nếu không thì thật không thể tưởng tượng được. Phật tu lâu xa vô lượng kiếp, Phật luôn luôn đều tu hành, trải qua thời gian lâu dài, vô lượng đại kiếp, chưa từng giải đãi mà xin tinh tấn. Thiền định biển lớn khắp thanh tịnh, Phật tu pháp môn thiền định, trải qua thời gian dài như biển kiếp, thải đều thanh tịnh, rửa sạch hết vọng tưởng thì trí huệ sinh ra, tức cũng là trí huệ giải thoát. Nên khiến người thấy tâm hoàn hỷ, cho nên mới khiến cho chúng sinh thấy được Phật đều sinh tâm hoan hỷ, viến mộ, phiền não chướng cấu đều diệt trừ, vì hoan hỷ cho nên phiền não chứng cấu đều tiêu trừ sạch hết, trí huệ cũng nhiện tiền. Xưa như lai tù các biển hạnh, đầy đủ bát nhã ba la mật, cho nên quang minh chiếu sáng khắp, khắc phục tất cả tối mù si. Bốn câu kệ này nói về bát nhã ba la mật, bát nhã dịch là trí huệ, vì trí huệ này là trí huệ xuất thế gian, chẳng phải là trí huệ thế gian. Trí huệ thế gian có thể là thiện, lại có thể là ác, trí huệ xuất thế gian là thiện chẳng phải ác vì tôn trọng ý của nó cho nên gọi là bát nhã bát nhã có ba thứ một văn tự bát nhã tức là dùng văn tự để nói rõ chân lý như tạm tạm 12 bộ tất cả kinh điển hai quán chiếu bát nhã tức là phải quan sát phải chiếu rõ tất cả kinh điển mới có thể thấu hiểu chân lý giống như dùng ánh nước chiếu soi đạo lý ba thật tướng bát nhã thật tướng là vô tướng do đó có câu bát nhã phá hết các tướng bất cứ vật gì hình ảnh gì cũng đều chẳng có hình tướng vô tướng là gì tức là trí huệ tự có tức cũng là tự tâm tự tâm này thanh tịnh tức là bồ tát tự tâm này mê hoặc tức là chúng sinh xưa như lai tù các biển hạnh thủa sơ phải tu tất cả hạnh môn hiểu như biển tức cũng là tu hạnh môn bát nhã trí huệ đầy đủ bát nhã ba la mật Tại sao phải tu các biển hạnh vì muốn đắc được bát nhã ba la mật, nếu tu hành đầy đủ rồi thì sẽ qua được biển phiền não ngu si một cách an toàn, đạt đến bên kia bờ trí huệ. Cho nên quang minh chiếu sáng khắp, vì tu hành môn bát nhã cho nên phát ra ánh sáng trí huệ chiếu khắp mười phương pháp giới khắc phục tất cả tối ngu si và khắc phục được tất cả ngu si và vọng tưởng phá sạch tất cả ngu si đen tối chỉ có tồn tại trí huệ quang minh khiến cho tất cả chúng sinh cũng hiện ra trí huệ vốn có trí huệ vốn có hiện ra như thế nào chỉ có một biện pháp tức là ngồi thiền đây là phương pháp căn bản tu trí huệ ngồi đến lúc hà xứ nhạ trần ai bụi bám ở chỗ nào tức cũng là lúc khai ngộ đủ thứ phương tiện độ chúng sinh khiến sự tu hành đều thành tựu tất cả mười phương đều đến khắp vô biên tế kiếp chẳng nghỉ ngơi bốn bài kệ này nói về phương tiện ba la mật phương là phương pháp tiện là tiện lợi tức cũng là thiện xảo phương tiện có hai thứ tức là hồi hướng phương tiện và bản tế phương tiện do đại trí mà hồi tiền độc độ hướng đại bồ đề đây là hồi hướng phương tiện do đại bi mà hồi tiền độc độ cứu tế hữu tình đây là bản tế phương tiện trong câu kệ có nói đủ thứ phương tiện độ chúng sinh là cứu tế phương tiện khiến sự tu hành đều thành tựu là hồi hướng phương tiện tóm lại đây là độ về điều phục tất cả cứu tế tất cả phương pháp hành hóa đủ thứ phương tiện độ chúng sinh và dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa tất cả chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh, trước hết do Pháp phương tiện, sau đó đắp được Pháp chân thật, khiến sự tu hành đều thành tựu, khiến cho tất cả chúng sinh, đối với những hạnh môn tu hành, Thầy đều hoàn toàn thành tựu. Tất cả mười phương đều đến khắp, Phật đến khắp hết Thầy, cõi Phật trong mười phương để diễn nói diệu Pháp, tức cũng là diễn nói diệu Pháp tinh hoa nghiêm đại phương quảng Phật này vô biên tế kiếp chẳng nghỉ ngơi phật ở trong đại kiếp nhiều chẳng có bờ mé đều đi giáo hóa chúng sinh vĩnh viễn chẳng nghỉ ngơi phật chẳng phải vì mình mà là vì tất cả chúng sinh cho nên mới đến độ tất cả chúng sinh khiến cho chúng sinh đều khỏi sự khổ đắc được an vui chúng ta nên học tu phật như thế mới có thể báo được ân của phật xưa phật tu hành biển đại kiếp tịnh trị các nguyện ba la mật cho nên xuất hiện khắp thế gian, xuất kiếp vị lai cứu chúng sinh. Bốn cầu kệ này nói về nguyện ba la mật, nguyện giống như chiếc thuyền, chẳng những độ mình mà còn độ người, là đại nguyện đồng sinh về tịnh độ. Nguyện có hai thứ, một, bồ đề nguyện, tức là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, tức cũng là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành hai nguyện lợi lạc kẻ khác tức cũng là từ vi hỷ xả bốn tâm vô lượng đem sự lợi ích an vui cho kẻ khác đó là tinh thần bồ tát đối tượng của kinh hoa nghiêm nói pháp là pháp thân đại sĩ nơi nơi đều dùng bồ tát làm mục tiêu lấy lục độ vạn hạnh làm hạnh môn do đó có câu tu hành không phát nguyện nở hoa chẳng kết trái Xưa Phật tu hành biển đại kiếp, thuở xưa Phật tu hành trải qua thời gian lâu dài biển đại kiếp, tịnh trị các nguyện ba la mật. Phật tu hành tất cả đại nguyện, chiếu theo nguyện đã phát ra mà tu hành. Mỗi lời nguyện đều tịnh trị thanh tịnh, chẳng có chút bụi bặm. Mỗi người tu đạo đều phải phát đại nguyện, ai ai cũng chiếu theo lời nguyện mà tu hành. Phát nguyện gì thì phải y theo nguyện đó mà tu hành. Không nên ngày nay phát nguyện, ngày mai quên mất, phải luôn luôn y theo lời nguyện mình đã phát ra mà tu hành, một chút cũng không thể giải đãi. Như thế thì không nên khởi nhiều vọng tưởng, cũng không nên không giữ quy cụ, cho nên ai ai cũng phải phát nguyện. Tại sao Phật thành Phật? Vì thuở xưa Phật đã từng phát nguyện, cho nên đặng thành Phật, chúng ta cũng phải phát nguyện thì tương lai cũng sẽ thành Phật. Chúng ta phát nguyện phải luôn luôn giáo hóa chúng sinh, vĩnh viễn chẳng nghỉ ngơi. Ví như phát nguyện ngủ ngồi không nằm thì phải luôn luôn ngủ ngồi không nằm, phát nguyện ngày ăn một bữa thì phải hàng ngày ăn một bữa, phát nguyện chẳng cất giữ tiền bạc thì phải luôn luôn chú ý đừng coi trọng tiền bạc, phát nguyện đời đời kiếp kiếp muốn xuất gia tu học Phật pháp, Hoàng Dương Phật pháp thì đừng khởi vọng tưởng, cứ muốn hoàn tục, phát nguyện hộ trì Phật pháp thì phải luôn luôn hộ trì tam bảo, trang nghiêm tam bảo cũng dường tam bảo, phải ý chiếu lời nguyện của mình mà tu hành đó mới là tịnh trị cho nên xuất hiện khắp thế gian vì phải tu hành nguyện ba la mật cho nên xuất hiện trong hết thảy thế gian xuất kiếp vị lai cứu chúng sinh đại nguyện của Phật phát ra là đời đời xuất kiếp vị lai đều cứu độ tất cả chúng sinh Phật vô lượng kiếp rộng tu trì tất cả pháp lực ba la mật do đó thành tựu tự nhiên lực hiện khắp mười phương các cõi nước bốn câu này nói về lực ba la mật lực là sức lực không thể khuất phục tiêu diệt sạch tất cả phiền não tức cũng là pháp lực suy nghĩ lựa chọn các pháp mà tu tập thứ lực này có thể đến thẳng ở bên kia phật vô lượng kiếp rộng tu trị phật ở trong vô lượng kiếp rộng tu hành trong lúc tu hành có khi sinh ra các thứ phiền não thì luôn luôn có ma chướng đến khảo nghiệm định lực của bạn lúc đó tầm khổng động là pháp bảo dùng nó để trị ma chướng thì tự nhiên bình an vô sự bây giờ xin đưa ra ví dụ Ví như chúng ta muốn tu bố thí ba la mật lúc đang muốn thực hành bố thí, thì đột nhiên ý niệm thứ hai sinh ra, ta không thể bố thí, nếu bố thí thì chẳng còn tiền để xin, để ăn uống, hoặc chẳng còn tiền để đi xe, vân vân Do đó chẳng tu bố thí ba la mật, lúc đó phải dùng trị để xử lý. Ví như có người bị bệnh nhất định muốn trị khỏi bệnh, nếu nghĩ như thế này, ôi người này rất là khổ, ta hãy bố thí cho họ ta ăn bớt lại một chút cũng chẳng sao không có tiền đi xe đi bộ cũng được nghĩ như thế thì sẽ chữa khỏi bệnh san tham chẳng những một việc là như thế và hết thảy mọi việc đều như thế đó tức là rộng tu trị tất cả pháp lực ba la mật phật tu hành tất cả các pháp và hết thảy tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là dùng sức lực của các pháp đến bờ bên kia do đó thành tựu tự nhiên được vì tu hành đủ thứ pháp, đắc được đủ thứ pháp lực đến vào bên kia, nên thành tựu tự nhiên trí huệ lực. Hiện khắp mười phương các cõi nước, pháp thân trí huệ quang minh hiện khắp nơi, các nước chư Phật trong mười phương, để vì chúng sinh hiện thần thuyết pháp, đó là Phật lực. Xưa Phật tu trị trí phổ môn, tất cả trí tánh như hư không, cho nên thành tựu vô ngại lực. Quang Minh chiếu khắp mười phương cõi, bốn câu kệ này nói về trí bà là mật trí này do sáu ba la mật ở trước thành tựu từ bố thí đến bát nhã về sau đắc được trí huệ lại do trí này mà thành lập sáu ba la mật ở trước tức cũng là thành tựu tất cả trí năng do đó trí thọ dụng pháp lạc thành thục hữu tình xưa phật tu trị trí phổ môn thuộc xưa khi phải tu hành tại nhân địa tu trị trí huệ phổ môn thị hiện tức cũng là bình đẳng trí tất cả trí tánh như hư không Bồn thể của trí là gì giống như hư không chẳng có hình tướng cho nên thành tựu lực vô ngại vì nó như hư không cho nên thành tựu Trí Huệ được vô ngại vô sở chướng mại tức là bao quát hết thảy đại viên cảnh trí bình đẳng tánh trí Diệu quan sát trí thanh sở tác trí quang minh chiếu khắp mười phương cõi trí huệ quang minh của phật phóng ra chiếu sáng khắp tất cả thế giới đen tối trong mười phương giáo hóa tất cả chúng sinh trong sáu nẻo khiến cho họ sớm thoát khỏi luân hồi khai mở trí huệ thành tựu quả vị phật có người hỏi tu trị và tịnh trị có gì khác nhau ý nghĩa tù trị là lúc ban đầu nghĩ muốn làm việc gì chẳng được tự nhiên về sau dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để đối trị trị tốt những mau bệnh này đó gọi là tu trị. Ý nghĩa tịnh trị là có rất nhiều vọng tưởng, tìm cách làm cho thanh tịnh, có rất nhiều nhiễm ô làm cho nó thành tịnh. Ý nghĩa tu trị và tịnh trị chẳng khác gì mấy. Bất quá tu trị là trị lý tiêu cực, còn tịnh trị là trị tích cực. Đây là điểm khác nhau. Bây giờ Đại Bồ Tát Vân Âm Tịnh Nguyệt, nương oan lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng, Lúc đó vị đại Bồ Tát Văn Âm Thị Nguyệt nương đại oai thần lực của Phật quán rất khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi lập tức nói ra 11 bài kệ này. Bài kệ đầu tiên trong 11 bài kệ này là tổng quát ý nghĩa, còn 10 bài kệ kia là phân biệt giải thích đạo lý thập địa. Thập địa tức là một hoan hỷ địa, hai ly cấu địa, ba phát quang địa, bốn diệm huệ địa, năm Nàn thắng địa, sáu hiện tiền địa, bảy viễn hành địa, tám bất động địa chính thiện hòa địa mười pháp vân địa cảnh giới thần thông đồng hư không mười phương chúng sinh đâu chẳng thấy như xưa tu hành thành các địa trong quả mani đều nói đủ cảnh giới thần thông đồng hư không cảnh giới thần thông của phật như hư không chẳng có bờ mé mười phương chúng sinh đâu chẳng thấy vì cảnh giới rộng lớn như hư không cho nên chúng sinh trong mười phương thể đều nhìn thấy được như xưa tu hành thành các địa, giống như thuở xưa tu hành thành tựu các quả vị, tức cũng là quả vị thập địa. Trong quả mani đều nói đủ, Phật ở trong quả mani đều hoàn toàn diễn nói ra đầy đủ, tất cả cảnh giới thần thông diệu dụng khiến cho tất cả chúng sinh nghe được, đều biết thần thông diệu dụng này không thể nghĩ bàn. Thanh tịnh siêng tu vô lượng kiếp, vào nơi sơ địa rất hoan hỷ, sinh trí huy rộng lớn như pháp giới, thấy khắp mười phương vô lượng Phật bốn câu kệ này là nói về cảnh giới sờ địa gọi là hoan hỷ địa tại sao hoan hỷ vì đã phá được kiến từ hai hoặc hai hoặc về thấy và suy nghĩ chứng được lý người và pháp đều không đã được thọ dụng pháp hỷ dùng mãn thấu hiểu cảnh giới của chư Phật cho nên hoan hỷ do đó gọi là hoan hỷ địa thanh tịnh siêng tu vô lượng kiếp thanh tịnh là chẳng có pháp ô nhiễm nào Pháp ô nhiễm có hai thứ: một pháp ô nhiễm có hình tướng, tức là cảnh giới bên ngoài; hai pháp ô nhiễm vô hình, tức là trong tâm ý của mình. Lúc có hình tướng mà thực hành hạnh môn bất tịnh, thì tạo ra vô lượng vô biên nghiệp chẳng thành tịnh. Lúc vô hình mà khởi tư tưởng không tịnh, thì tạo ra vô lượng vô biên nghiệp chẳng thanh tịnh. Khi Phật tu hành tại nhân địa, thì luôn luôn giữ giới, cho nên được thanh tịnh thanh tịnh rồi lại siêng năng tu hành hơn nữa. Sinh tu thì không lười biếng phóng dật. Lười biếng tức là không tinh tấn, phóng dật tức là không giữ quy củ. Sinh tu tức là tinh tấn, tinh tấn chẳng phải chỉ dụng công một ngày hai ngày. Cũng chẳng phải một năm hai năm, càng chẳng phải một đời hai đời, mà là dụng công siêng tu giới định hoại mãi mãi không ngừng, trải qua thời gian lâu dài vô lượng biển kiếp. Vào nơi sơ địa rất hoan hỉ, vì ở trong vô lượng kiếp xin tu giới định họa ở trong vô lượng kiếp tiêu diệt tham sân si như thế mới vào được nơi sơ địa chứng được quả vị bồ tát lúc đó tâm giác và tự tánh thông đạt pháp hỷ sung mãn thiền duyệt vi thực hoan hỷ vô cùng cho nên gọi là hoan hỷ địa sinh trí rộng lớn như pháp giới chứng được sơ địa bồ tát thì có trí huệ rộng lớn như pháp giới thấy khắp mười phương vô lượng phật có trí huệ rộng lớn rồi thì lúc đó mới thấy khắp vô lượng vô số chư Phật trong mười phương, bèn cung kính cúng dường gần gũi vô lượng chư Phật trong mười phương. Trong tất cả pháp ly cấu địa, đồng số chúng sinh giữ tịnh giới, ở trong nhiều kiếp rộng tu hành, cúng dường vô biên biển chư Phật. Bốn câu kệ này là nói về cảnh giới nhị địa, gọi là ly cấu địa. Tại sao gọi là ly cấu địa? Vì đã lìa khỏi mọi pháp nhiễm ô, khiến cho thần tâm thành tịnh, làm thế nào lìa cấu bẩn được, phải nhận chân tu hành, mới có sự cảm ứng, mới lìa khỏi cấu bẩn được. Nếu không nhận chân tu hành, thì không thể có sự cảm ứng, càng không thể lìa khỏi được phiền não cấu bẩn. Do đó có câu, bậc sơ địa chẳng biết cảnh giới của bậc nhị địa, bậc thập địa chẳng biết cảnh giới của bậc đẳng giác. Ở trong Phật Pháp, sai một ly đi ngàn dặm, cảm thấy sai không nhiều, kết quả càng đi càng xa nhà, càng xa càng chẳng biết quay đầu lại lìa cấu bẩn chẳng dễ gì làm được cấu bẩn tức là pháp nhiễm ô lìa khỏi cấu bẩn tức là được thanh tịnh pháp nhiễm ô này khắp nơi đều có các vị các bạn hàng ngày đến nghe kinh đến nghiên cứu phật pháp cảm thấy rất bình thường sau biết đâu có những người muốn nghe kinh muốn nghiên cứu phật pháp mà không thể được lúc trước tôi giảng kinh thì có chuyện này phát sinh có vợ chồng đồng đến nghe kinh hoặc có người chồng chẳng cho vợ đến nghe kinh và có người vợ chẳng cho chồng đến nghe kinh. Có một vị phụ nữ rất kiền thành tin Phật thích nghe kinh, song chồng của bà ta cản trở, chẳng cho bà ta đến chùa thắp hương lễ Phật, càng không cho bà ta đến chùa để nghe kinh, nghe Pháp, thường dùng hai chữ ly dị để uy hiếp vợ. Một ngày nọ ông ta nói với vợ, nếu bà mà đi nghe kinh nữa thì chúng ta sẽ ly dị. Xong bà vợ chẳng sợ sự uy hiếp ly dị vẫn cứ đi, ông ta chẳng có cách gì hơn. Đã hơn 70 tuổi mà còn đi dị sao Mới lấy tấm hình kết hôn Rồi kéo cắt làm hai ném xuống nền nhà Đó là biểu thị ly dị Khi bà vợ trở về nhà Thấy vậy thì buồn cười Đó là ma chướng Chả ngại bà này tăng trưởng căn này. Người trên thế gian có rất nhiều trường hợp như thế Đều ở trong xấu có tốt Trong tốt có xấu Muốn thật sự lìa khỏi cấu bẩn đều giải thoát Thật là việc chẳng dễ dàng nghĩ muốn đắc được tự do tự tại cũng là việc hết sức khó khăn. Trong tất cả pháp lý cấu địa, lý cấu địa tức là lìa khỏi pháp ô nhiễm, buông xả pháp nhiễm ô thành tựu pháp thành tịnh. Đồng số chúng sinh giữ tịnh giới, tu đến nhị địa địa thứ hai thì dùng số kiếp nhiều nhất số chúng sinh để tu trì giới pháp thành tịnh. Có người sau khi thọ năm giới chẳng những chẳng giữ giới mà mình còn chẳng biết sửa đổi lỗi lầm chẳng nghe sự khuyên bảo cho nên nhất định phải biết sửa đổi lỗi thì chẳng có việc thiện nào lớn bằng. Ở trong nhiều kiếp rộng tu hành, chứng được Bồ Tát nhị địa thì phải trải qua nhiều đại kiếp rộng tu hành, chẳng giải đãi, chẳng lười biếng, chẳng phóng giật. Chỉ có tinh tấn hướng về trước, chẳng lùi về sau, cũng dường vô biên biển chư Phật. Nhị địa Bồ Tát tu hành tại nhân địa thì phải rộng tu hành môn cúng dường, cho nên cúng dường vô biên vô tận các đức phật như biển cả mới chứng được địa vị này. do đó được Bồ Tát tu hành ở trong các pháp môn thì trên tu pháp môn cúng dường vô biên biển chư phật tích tập phước đức phát quang địa Samatha tạng nhẫn kiềm cố mấy pháp rộng lớn đều đã nghe trong quả Mani nói như thế bốn câu kệ này nói về cảnh giới phát quang địa thứ ba. Tại sao gọi là phát quang địa? Vì khi còn ở nhị địa thì tích tập công đức vô lượng, lúc đó nội tâm thanh tịnh đến cực điểm, tự tánh quang minh bèn phát ra. Chúng ta tu hành Phật pháp phải tích tập phước đức, đừng cho rằng công đức nhỏ mà không làm, nên biết công đức nhỏ mà làm nhiều thì thành công đức lớn, công đức lớn là do công đức nhỏ tích độ mà thành. Người thời xưa thì ăn ít mặc ít, dùng bớt tài vật lại để làm công đức công đức tuy nhỏ song vẫn phải làm mới có công đức, không làm thì chẳng có công đức. Tại sao chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn? Vì chúng ta thuở xưa chẳng làm công đức, cho nên cuộc sống đời này khó khăn, hoàn cảnh khốn khổ, tất cả đều chẳng thuận lợi. Nếu làm điều công đức thì có quang minh, đó là biểu hiện của phước đức. Tích tập phước đức phát quang địa Tích tập là do nhỏ thành lớn, do ít thành nhiều, nghĩa là tụ lại với nhau. Phước đức tích tập càng nhiều thì quang minh tỏa ra càng lớn. Thứ quang minh này là biểu hiện của phước đức, cho nên gọi là phát quang niệm. Samatha tạm nhẫn kiên cố, Samatha nghĩa là tịch tĩnh, muốn tịch tĩnh thì phải có nhẫn kiên cố, làm thế nào để có nhẫn kiên cố thì phải tu pháp tịch tĩnh, pháp tĩnh lượng tức cũng là tu trì, tu định, chẳng có vọng tưởng, chỉ ư trí thiện thì phải có sức nhẫn kiên cố mây pháp rộng lớn đều đã nghe thứ mây pháp này rộng lớn vô biên cho nên tất cả chúng sinh đều đã nghe được trong quả mani nói như thế trong quả mani trên cây bồ đề nói pháp như thế giống như đạo lý vừa nói ở trên diễm hải huệ minh vô đẳng địa khéo rõ cảnh giới khởi từ bi tất cả cõi hiện thân bình đẳng như chỗ phải tu đều diễn sướng. Bốn câu kệ này nói về cảnh giới diệm huệ địa. Vì địa này trí huệ rất cao, hay khiến cho huệ tánh mãnh liệt. Lúc đó tự tánh quang minh đã đạt đến cực điểm, tránh giác đã viên mãn. Diễm hải huệ minh vô đẳng địa, trí huệ quang minh của Bồ Tát địa thứ tư như biển cả, cho nên gọi là vô đẳng địa. Khéo rõ cảnh giới khởi tử bi, kéo thấu rõ tất cả cảnh giới thế pháp, tất cả cảnh giới thành tịnh cũng minh bạch, tất cả cảnh giới nhiễm ồ cũng biết rõ. Đối với tất cả chúng sinh ngu si đen tối, đều phát tâm tử bi mà cứu hộ những chúng sinh này. Gặp người có cần lành thì khiến cho căn lành tăng trưởng. Tất cả cõi hiện thân bình đẳng trong tất cả cõi nước trong mười phương đều hiện thân bình đẳng để giáo hóa tất cả chúng sinh như Phật sở tu đều diễn sướng. Giống như pháp môn của Phật tu, diệu pháp của Phật nói, Ngài cũng đến diễn nói, hoan hỉ nói pháp gì thì nói pháp đó, muốn nói đạo lý gì thì nói đạo lý đó, chẳng có câu thúc, chẳng có hạn chế, tức cũng là tùy cơ thuyết pháp, tùy duyên thuyết pháp, thấy người gì thì nói pháp đó, tức cũng là vì người thuyết pháp, theo bệnh cho thuốc. Phổ tạng đẳng môn nàn thắng địa, động tĩnh thuận nhau chẳng trái nghịch cảnh giới Phật Pháp đều bình đẳng, như chỗ Phật tịch đều nói được. Bốn câu kệ này nói về cảnh giới địa thứ năm gọi là nan thắng địa. Tại sao gọi là nan thắng địa? Vì chân tục hai trí trái nhau, khiến cho hợp lại, khiến cho thuận nhau, lại có thể nói đồng dị của tất cả các Pháp đều bất khả đắc. Phổ tạng đẳng môn nan thắng địa, tạng Pháp giới bình đẳng khắp hết thảy chẳng có gì hơn được cho nên gọi là nan thắng địa động tính thuận nhau chẳng trái nghịch. Tại sao nói là nan thắng địa? Vì động chẳng ngại tĩnh, tĩnh cũng là động, động tĩnh tùy thuận với nhau chẳng trái nghịch. Tại phàm phu mà nhìn, thì động tức là động, tĩnh tức là tĩnh, chẳng biết đạo lý, chẳng tương phản. Đến bậc nan thắng địa, thì động tĩnh nhất như động tĩnh chẳng hai, trong động và tĩnh như nhau chẳng có phân biệt. Cảnh giới Phật Pháp đều bình đẳng. Tất cả Phật Pháp, tất cả cảnh giới đều bình đẳng như Phật sở tịnh đều nói được, giống như pháp môn của Phật tu hành, Bồ Tát địa này đều nói ra được, đều có thể đại biểu cho Phật để nói pháp giáo hóa chúng sinh. Tu hành rộng lớn huệ hải địa, tất cả pháp môn đều biết rõ, hiện khắp cõi nước như hư không, trong cây diễn nói pháp âm này. Bốn câu kệ này nói về cảnh giới địa thứ sáu gọi là hiện tiền địa. Tại sao gọi là hiện tiền địa? Vì phát ra trí huệ thủ tháng nhất, Hiện tiền chẳng có phân biệt tịnh và nhiễm, lại gọi là huệ hải địa, trí huệ của Bồ Tát này như biển cả. Tu hành rộng lớn huệ hải địa, rộng lớn mà tinh tế, tu hành hết thầy tất cả pháp môn đắc được trí huệ như biển, cho nên gọi là huệ hải địa. Tất cả pháp môn đều biết rõ, vì tu hành rộng lớn cho nên đều biết rõ 8 vạn 4 ngàn pháp môn đều tu hành thành công. Trong cây diễn nói pháp môn này, trong cây bồ đề thụ vương hết thảy cõi nước mười phương đều dễ nói tất cả pháp âm để giáo hóa tất cả chúng sinh khắp cùng pháp giới thần hư không chiếu khắp chúng sinh đèn trí huệ tất cả phương tiện đều thanh tịnh sửa tù viễn hành nay nói đủ bốn câu kệ này nói về địa thứ bảy gọi là viễn hành địa tại sao gọi là viễn hành địa vì cùng tận chân như tự tánh viên tế và tầm đại bi để khỏi nhị thừa độ khắp cùng pháp giới thân hư không đến được viễn hành địa thì phát thân sở hiện có thể khắp cùng pháp giới đồng như hư không chiếu khắp chúng sinh để trí huệ tất nhiên chiếu khắp pháp giới được thì chiếu khắp chúng sinh được đèn trí huệ của bồ tát viễn hành địa phóng ra ánh sáng chiếu soi khắp tất cả chúng sinh khiến cho chúng sinh chuyển nhiễm thành tịnh tất cả phương tiện đều thanh tịnh hết thảy tất cả pháp môn phương tiện đều khiến cho tất cả chúng sinh từ nhiễm ô chuyển thành thanh tịnh đắc được diệu pháp thần thanh tịnh xưa tu viễn thành nay nói đủ thuở xưa tu viễn thành địa bây giờ nói ra diệu pháp này cho tất cả chúng sinh nghe tất cả hạnh nguyện thảy trang nghiêm vô lượng cõi nước đều thanh tịnh hết thảy phân biệt chẳng lay động đây vô đẳng địa đều diễn nói bốn câu kệ này là nói về cảnh giới địa thứ 8 gọi là bất động địa. Tại sao gọi là bất động địa? Vì do tất cả nguyện lực thành tựu đến được Bồ Tát Địa này thế như như bất động, liễu liễu thường minh cho nên gọi là bất động địa. Chúng ta tu hành phải phát nguyện kiên cố và nguyện lâu dài phải đời đời kiếp kiếp chiếu theo lời nguyện của mình mà tu hành mới từng bước từng bước tiến đến bất động địa. Tất cả hạnh nguyện thầy trao nghiêm Chư Phật quá khứ và tất cả Bồ Tát đều do tất cả lời nguyện trang nghiêm mà thành tựu. Nguyện chỉ tăng thêm chứ đừng thối lùi. Nguyện thối lùi là biểu hiện giải đái Bồ Nai vốn sớm thành Phật, dòng vì nguyện thối lùi mà mất công phu, không thể có sự thành tựu. Các bạn phải nhận rõ mục đích phát nguyện rồi, không nên sửa đổi lại. Nếu sửa đổi lời nguyện lại thì giống như tự đọa vào địa ngục đó là trong kinh phật có nói các bạn xem trừ phật và bồ tát đều giữ theo lời nguyện của mình mà đi thực hành bồ tát địa tạng có phát nguyện rằng địa ngục chưa trống không thể không thành phật vô lượng cõi nước đều thanh tịnh quyền lực của phật phát ra phước đức trang nghiêm trải qua vô lượng cõi nước đều thanh tịnh chẳng nhiễm hết thảy phân biệt chẳng lay động hết thảy tất cả tâm phân biệt cũng chẳng lay động kiên cố như kìm càng chẳng có cách chi phá hoại được đầy vô đẳng địa đều diễn nói, bất đồng địa này rượu chẳng có gì sánh bằng, cho nên nói ra hết hoàn toàn. Vô lượng cảnh giới sức thần thông, khéo vào giáo pháp sức quang minh, để là thanh tịnh thiện huệ địa, biển kiếp tu hành đều nói đủ bốn cầu này nói về địa thứ 9 gọi là thiện huệ địa. Tại sao gọi là thiện huệ địa? Vì có đầy đủ 10 trí huệ lực. Cầu khắp mọi nơi biết chúng sinh có thể độ, không thể độ. Vì họ thuyết pháp cho nên gọi là thiện huệ địa. Vô lượng cảnh giới sức thần thông, cảnh giới của Phật như biển cả, cho nên nói là vô lượng. Cảnh giới này do sức thần thông biến hóa. Kéo vào giáo pháp sức quang minh, sức thần thông này kéo dễ nói tất cả giáo phí, và tất cả các pháp khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch giáo lý và pháp này đắc được sức trí huệ quảng mình. đây là thanh tịnh thiện huệ địa đây là thanh tịnh thiện huệ địa đắc được bồ thể tự tánh biển kiếp tu hành đều nói đủ muốn đắc được cảnh giới thiện huệ địa này phải tu hành thời gian lâu dài mới thành tựu được hiện tại đều hoàn toàn diễn nói ra hết khiến cho tất cả chúng sinh biết hạnh môn của chư phật tu trong quá khứ Pháp Vân Rộng Lớn Địa Thứ Mười Hàm Tàng Tất Cả Khắp Hư Không Cảnh Giới Trừ Phật Diễn Trong Âm Âm này là Thần Lực của Phật Bốn câu kệ này nói về cảnh giới địa thứ mười gọi là Pháp Vân Địa Tại sao gọi là Pháp Vân Địa? Vì thành tựu trí Ba La Mật Sinh ra nước Pháp công đức giống như vầng mây lớn Mưa xuống nước thanh tịnh như cam đồ Khiến cho người nghe Pháp thân tâm mát mẻ Pháp Vân Rộng Lớn Địa Thứ Mười Thứ Pháp Vân này rộng lớn khắp mười phương, đây là địa bậc Bồ Tát cuối cùng, tức là Pháp Vân Địa. Lúc tu tập hạnh Bồ Tát công đức đã viên mãn, hàm tàng tất cả khắp hư không, Pháp Vân khắp hư không, ở trong hư không lại hàm tàng tất cả, tất cả cũng bao hàm ở trong hư không. Cảnh giới chư Phật diễn trong âm, hết thảy cảnh giới của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời đều ở trong pháp âm không thể nghĩ bàn của pháp vân địa diễn nói ra. Âm này là thần lực của Phật, thứ pháp âm này là đại oai thần lực của chư Phật mười phương ba đời, đều cũng diễn nói ra diệu âm. Đây là cảnh giới của mười địa bậc Bồ Tát do tu người ba la mật mà thành tựu, ví như tu bố thí ba la mật mà thành tựu sơ địa, cho đến tu trí ba la mật mà thành tựu thập địa. Hiện tại giải thích sơ lược về thập địa, đến quyển thứ 26 mới giải thích tỉ mỉ về nghĩa lý thập địa. Bấy giờ đại bồ tát thiện dũng mãnh quang tràng nương oai thần của đức phật quan sát mười phương rồi nói bài kệ rằng: lúc đó vị đại bồ tát thiện dũng mãnh quang tràng nương đại oai thần được của phật quan sát khắp mười phương pháp giới lập tức nói ra mười bài kệ này vô lượng chúng sinh trong pháp hội đủ thứ tâm tin hiểu thanh tịnh thầy đều ngộ nhập trí như lai thông đạt tất cả cảnh trang nghiêm vô lượng chúng sinh trong pháp hội phải thuyết pháp ở trong pháp hội có vô lượng vô biên chúng sinh đang nghe pháp đủ thứ tâm tin hiểu thanh tịnh mỗi loài chúng sinh đắc được lợi ích tùy khác nhau song tâm tin hiểu đều giống nhau đều được thanh tịnh thầy đều ngộ vào trí như lai hoàn toàn đều minh bạch trí huệ của phật trí huệ của phật tức là đại viên cảnh trí thông đạt tất cả cảnh trang nghiêm, tức là cảnh giới trang nghiêm của Phật, các ngài đều thấu rõ thông đạt, đều khởi tịnh nguyện tu các hạnh, thầy từng cúng dường vô lượng Phật, thấy được thể chân thật của Phật và tất cả thần thông biến hóa. Đều khởi tịnh nguyện tu các hạnh, hết thầy chư Phật và các Bồ Tát khi tu hành ở tại nhân địa đều phát nguyện thanh tịnh mới tu đủ thứ hạnh môn. Mỗi vị Phật và mỗi vị Bồ Tát đều do nguyện lực mà thành tựu. Đức Phật Thích Ca phát bốn đại nguyện, Phật Dược Sư phát 12 đại nguyện, Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện, Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm Địa Tạng, các đại Bồ Tát đều phát đại nguyện, nếu chẳng có nguyện lực thì không thể thành Phật hoặc Bồ Tát, cho nên phát nguyện là người tu hành phải có. Thầy từng cúng dường vô lượng Phật, hết thầy chư Phật chư Bồ Tát, đều đã từng cúng dường vô lượng vô số các đức Phật, mới có thể thành Phật thành Bồ Tát, mới có thể thọ nhận sự cúng dường của tất cả chúng sinh. Thấy được thể chân thật của Phật mới có thể thấy được thể chân thật của Phật, tức cũng là Pháp thân của Phật. Và tất cả thần thốc biến hóa, và hết thảy tất cả thần thốc biến hóa vô cùng diệu dụng. Hoặc có người thấy Pháp thân Phật vô đẳng vô ngại khắp hết thảy, tất cả vô biên các Pháp tánh đều vào thân đó vô bất tận. Hoặc có người thấy Pháp thân Phật hoặc có chúng sinh ở trong pháp thân của Phật thấy được Phật pháp thân, vì tất cả chúng sinh đều ở trong pháp thân của Phật, cho nên không thể thấy được pháp thân của Phật. Bất quá chúng sinh có căn lành lớn thì thấy được pháp thân của Phật. Vô đẳng, vô ngại khắp hết thảy pháp thân của Phật là vô tại, vô bất tại, tận hư không biến pháp giới. Pháp thân của Phật rất thủ thắng, cho nên chẳng có gì bằng pháp thân của Phật. Pháp thân Phật đặc biệt thanh tịnh cho nên chẳng có chướng ngại. Vì thù thắng thanh tịnh vô đẳng vô ngại, cho nên thông khắp hết thảy rộng lớn chẳng có bờ mé, chẳng có gì mà không bao dung. Tất cả vô biên các pháp tính, hết thảy tất cả các pháp tính của chúng sinh vô bất tại trong pháp thân của Phật, đều vào trong đó vô bất tận. Hết thảy tất cả Phật Pháp, chúng sinh Pháp, tầm Pháp đều ở trong pháp thân của Phật, thì chúng sinh ở trong pháp thân của Phật, dòng cũng chẳng biết ở trong pháp thân của Phật. Tại sao? Vì bị vô minh chướng ngại quá sâu, cho nên chẳng thấy được pháp thân của Phật. Ví như một con kiến nhỏ ở trên chiếc thuyền lớn, con kiến này thì chúng vẫn chẳng thấy được bờ mé của chiếc thuyền. Tức là chẳng biết chiếc thuyền là gì, pháp thân của Phật cũng giống như chiếc thuyền lớn. Chúng ta chúng sinh giống như con kiến nhỏ, kiến chẳng thấy được bờ mé của chiếc thuyền. Tuy chúng ta ở trong pháp thân của Phật mà chẳng biết có pháp thân của Phật, nhìn chẳng thấy pháp thân của Phật, vì nhìn chẳng thấy cho nên chẳng biết song trong đó có chúng sinh nhìn thấy được pháp thân của phật vì có căn lành lớn đại đại tiếp kiếp tu hành phật pháp cho nên có cơ duyên này tức cũng là cảm ứng đạo giao ví như nếu muốn